mình đang ở hiện tại chỗ này ở Sài Gòn Sport Club, thì bữa nay là Trung sẽ tập nhạc Trung theo giáo án mới. Thì giáo án mới Trung sẽ phổ biến với bạn ở nhà. Ok, hey Van for Life Day. Ở phòng này rất là vắng, rất bình thường sẽ rất là vắng, do là rất là dễ quay vlog. Thì bữa nay chúng sẽ tập chân, thì chắc là bữa sau chúng sẽ lấy máy chung đi vòng vòng cái phòng gym, đi vòng vòng cái Sài Gòn vlog cho các bạn xem. Thì hiện tại này là ở phía ngoài đây là rất là nhiều người đang tập, và muốn đi ra ngoài này thì chúng ta phải có một cái dấu mộc của security, của bảo vệ thì mới đi ra được. Bên ngoài này là sân bỏ rất là đông, do là chúng sẽ review cho các bạn. Ok, cái buổi sau chắc là đi buổi sáng, nhưng buổi sáng nó sẽ dễ hơn vào cuối tuần. Ok, vào đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ warm up tập chân. Peace. Ok, so bây giờ chúng ta sẽ warm up phần lower. What's up, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập nhạc chân và có tempo ở trong đó. Thì bữa nay là nhạc chân tempo á. Thì bài đầu tiên là sẽ bài là leg extensions. Thì như các bạn thấy rồi, Trung có ghi cái tempo rồi. Chúng ta sẽ squeeze lại ở trên top, và sau đó chúng ta sẽ nhả 4 giây eccentric, 4 giây eccentric nha. Đó, như các bạn thấy Trung đang demo ha. Tại lúc mấy bạn đá thì ăn nhanh lên, giữ lại và từ từ chúng ta sẽ xuống. Đó, khi mà chúng ta giãn cái cơ ra thì cái quá trình đó nó được gọi là eccentric ha. Thì chắc là mấy bạn nghe Trung nói cái từ này rất là nhiều trong những cái vlog trước ha. Thì bài này thì chắc ai cũng biết rồi, đó là bài sẽ tác động vào đùi trước và nó sẽ giúp cho chúng ta là cắt nét đùi trước ha, nó sẽ xé cái đùi trước ra. Bài đá đùi. Ok, thì mấy bạn thấy để ý rằng cái mũi chân của Trung á nó hơi có duỗi ra ha, và không có cong lên như là bình thường. Thì cái mục đích của cái việc duỗi mũi chân ra đó là nó sẽ làm cho cái đùi chúng ta nó sẽ xé cao hơn, nó sẽ đá và nó sẽ ăn được phần cao hơn ở phần quad, là cái phần đùi trước của chúng ta ha. Thì cái này là Trung có coi một cái clip của Jay Cutler, thì mấy bạn biết đó là Mr. Olympia. Thì Trung ổng có chỉ cái tip này và Trung áp dụng thì Trung thấy nó rất là tốt, rất là vô, kết hợp với cái tempo này nữa. Thì ok, các bạn nhớ thử, nhớ là chúng ta sẽ xuống chậm ha, 4 giây. Thì hy vọng là mấy bạn vẫn hiểu cái số Trung ghi ha. Cái số đầu tiên như Trung nói thì đó là cái số chúng ta sẽ eccentric, đó là chúng ta sẽ hạ xuống. Số tiếp theo đó là chúng ta sẽ pull lại lúc mà chúng ta eccentric xong, và cái số tiếp theo đó là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ nhả trong lúc chúng ta siết cơ lại á, chúng ta sẽ đẩy lên contract á, và số cuối cùng là chúng ta sẽ bounce lại. Ok, và tiếp theo đó là cái bài hack squat. Thì cái này là để cái bàn chân nó hơi thấp xuống phía dưới, và cái này là nằm trong shoulder width, nghĩa là nó sẽ cỡ cái vai của chúng ta á, cái chân nó sẽ vừa với lại cái vai tay của chúng ta ha, chứ đừng có quá rộng. Còn cái bài hack squat này nó cũng hơi là nguy hiểm, thành ra là mấy bạn cần phải chú ý tập tempo từ từ giúp Trung ha. Chứ bài này nó chúng ta sập nhanh quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần lưng dưới. Ok, thì cái bài này tempo là chúng ta sẽ xuống từ từ 4 giây, sau đó chúng ta sẽ đạp nhập lên. Ok, thì cái khúc eccentric nó rất là quan trọng trong cái lúc mà chúng ta tập luyện, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là phát triển cơ rất là tốt.
thay vì chúng ta tập nặng như mọi khi và chúng ta dùng cái tempo, dùng cái normal tempo là chúng ta tập cái số dây bình thường đó là xuống và lên liền ha. Thì cái eccentric này khi chúng ta tập trung vào trong 1 đến 2 tuần á, chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt. Thì sẽ có một cái tuần là không có tempo và sẽ có những cái tuần là có tempo. Thì như vậy nó sẽ đan xen nhau, nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển cơ tốt hơn. Và bữa giờ chúng tập tempo, chúng nó là thích cái giao án mà có tempo ở trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta là gọi là chúng ta luyện được cái cảm giác feel cơ, giúp cho cái não chúng ta trong lúc tập luyện nó sẽ tập trung hơn rất là nhiều, thay vì là chúng ta sẽ xuống lên xuống bình thường ha. Thì lúc đó là cái đó là cái cơ chế cơ thể chúng ta nó sẽ hoạt động bình thường rồi, nó sẽ quen rồi, nó không còn vui nữa. Thì khi chúng ta tập tempo nó sẽ thấy có một cái level rất là mới, khi chúng ta phải tập trung toàn bộ sức lực và đầu óc vô cái việc tập ha. Ví dụ như trở bài hack squat này, hồi bình thường chúng ta xuống ping ping ping, thì bây giờ chúng ta sẽ xuống rất là từ từ ha, kiểm soát, và chúng ta sẽ feel được cái đùi trước của chúng ta nó giãn ra như thế nào. Thì đó là cái rất là hay của cái việc mà tempo work trong cái tập luyện, trong cái training của chúng ta. Thì hy vọng là mấy bạn thích cái tempo ha, thì ráng áp dụng vô càng nhiều càng tốt. Ok, sau đó chúng ta sẽ qua bài Smith Machine Squat Fit Touching 6 set 15 rep ha. Tempo là 1-2-1-0. Thì cái bài này nó sẽ hơi đặc biệt một chút, đó là chúng ta sẽ vô dàn máy Smith ha. Thì như chúng có nói những bài trước là chúng ta sẽ không squat trong máy Smith nhiều, nhưng sẽ có một số bài gọi là Accessory Additional, thì nó là những cái bài bổ trợ chúng ta cũng vẫn có thể dùng Smith để chúng ta squat được. Thì cái bài này đặc biệt một chút á, đó là chúng ta sẽ để hai cái bàn chân nó chạm vào nhau luôn, nên mới gọi là fit touching, chạm chân vào nhau. Thì cái bài này nó rất là khó, nó rất là đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao, đó là cái mobility, là cái độ linh hoạt, cái cổ chân của mấy bạn á, nó phải tốt. Khi chúng ta xuống á, thì cái đầu gối chúng ta nó mới đưa ra ngoài được, thì lúc đó cái ROM của chúng ta, cái form của chúng ta nó mới chuẩn ha. Chứ nếu mà không, cái mobility cổ chân chúng ta nó còn yếu á, nó không đẩy được cái mũi chân ra ngoài á, thì lúc đó khi chúng mấy bạn xuống á, mấy bạn sẽ thấy rất là đau lưng, cực kỳ đau lưng luôn, và nó sẽ không có đúng cái ROM và nó nhìn rất là sai, và cái lưng các bạn sẽ bị võng lưng nè, rồi bị cụp hông nè, bị bất quinh nè, nó rất là nguy hiểm ha. Nên bài này Trung nghĩ rằng là cũng sẽ rất là kén chọn với những cái bạn nào mới ha. Thì Trung cũng có một cái video warm up về cái về phần thân dưới á, cũng có những cái bài mà để tập mobility cổ chân, thì hy vọng mấy bạn sẽ coi cái video đó lại để chúng ta sẽ luyện cái cổ chân hơn, với lại cái cọng dây kháng lực là resistance band, hoặc là chúng ta sẽ tập với lại cây barbell để chúng ta luyện cái cổ chân ha. Là mấy bạn sẽ coi lại cái clip đó giúp Trung ha, thì chắc là Trung sẽ để trong cái phần card ở trên đó, mấy bạn sẽ thấy cái ROM nó rất là nguy hiểm một chút, đó là khi các bạn xuống đầu gối nó sẽ đẩy lên trước rất là nhiều. Thì cái bài này á, là gần như toàn bộ là tác động vào cái đường trước rất là nhiều. Thì cái bữa nay, cái ngày chân bữa nay á, mục đích á, là Trung muốn là tác động vào đường trước càng nhiều càng tốt. Thì nó còn gọi là quad focus, còn bình thường là có hamstring focus nữa. Thì đó là một cái ngày khác. Ok, thì bữa nay chúng ta sẽ vẫn có là đùi sau, nhưng mà chủ yếu là phần quad focus ha, là tập vào đùi trước tập trung đó. Thì bài này rất là phê, nếu các bạn tập được thì rất là phê luôn. Thì đó, chúng ta sẽ nhớ là tempo ha, chúng ta sẽ là xuống từ từ, sau đó chúng ta sẽ pause lại ở dưới và chúng ta đạp mạnh lên. Rồi đó, cái này là một cái góc quay nó cận cảnh hơn. Thì các bạn có thể thấy là cái đùi trước của Trung nó đang rất là pump ha, nó đang rất là căng. Các bạn có thể thấy được những cái bài bữa nay á, nó vô cái đùi trước rất là ác ha. Thì rất là dễ bị gọi là tập mấy cái bài mà chân hẹp này nè, hay là cái gót chạm nhau á, nó rất là tác động vào cái VMO và cái đầu đùi chúng ta á, nó cũng khá là nhiều, nên thành ra á, về á, lúc nào cũng rất dễ bị chụp rút. Nếu như mấy bạn co cái chân nhiều quá thì sẽ rất là dễ bị chụp rút đùi trước. Và sau cái buổi chân này á, là Trung về á, Trung phải giãn cơ rất là kỹ, chứ không là nó chụp rút luôn á. Bữa có bị chụp rút rồi á, nó rất là gớm, rất là kinh khủng. Nên mấy bạn nhớ tập warm up và tập xong thì chúng ta phải cool down cái chân ha. Nó tập phần nào nhiều thì phải cool down lại hết. Ok, qua bài tiếp theo đó là bài đùi sau. Thì như chúng nói, hôm nay tập trung đùi trước nhưng mà vẫn sẽ có bài đùi sau và tempo luôn.
đó là bài City Laker, đó là một tempo là 1-2, 1-2, 4 set, 8 rep, ok. Thì cái 1-2, 1-2 này là đó, khi chúng ta xuống chúng ta sẽ squeeze lại, chúng ta sẽ pull lại ở ngay cái lúc mà chúng ta contract ha, và lúc mà chúng ta giãn ra chúng ta cũng sẽ pull lại một chút đó, 2 giây xuống giữ, 2 giây lên nhả, ok, 8 cái. Đây là set thứ tư, hình như cái lượt chúng chỉ quay có 2 set thôi. Cái ngày chân thì nó cũng rất là ít bài, nhưng mà có một cái là mỗi bài nó rất là nhiều rep và nhiều set. Thành ra là mấy bạn cố gắng tập nói chung ha, nhất là hai bài đầu tiên, chưa gì là nó đã 6 set rồi, nghĩa là 12 set đó, và cả trăm rep nữa, nên thành ra nó sẽ rất là mỏi. Ok, thì tới cái bài này rồi đó, thì là cũng rất là khó khăn. Hy vọng là mấy bạn đi tới bài đường sau đừng bỏ cuộc giữa trường ha, 6 set đó. Ok, nó còn hơn cả FST7, FST7 kiểu bài cuối 7 set, còn đây là hai bài đầu, mỗi bài 6 set rồi là thấy oải rồi đó. Tiếp theo sẽ là bài Up Dub The Machine, thì chúng thấy rằng rất là ít cái ngày trơn giáo án nào mà có ghi cái bài này. Nhưng mà trong cái giáo án mà Trung đang test thì nó lại có. Thì và Trung cũng rất là thích tập cái bài này, tại vì Trung thấy, ủa tại sao lại có cái máy này mà không bao giờ mình tập. Nên là khi có giáo án này thì Trung rất là hứng thú khi tập theo cái bài này, đó là bài Abduct the Machine và Abduct the Machine luôn. Nó là hai cái chữ giống giống nhau á, nhưng mà có một cái là ép vào là vào trong cái má đùi trong, và một cái là banh cái hông ra, ra ngoài, ra má đùi ngoài, má hông ngoài chứ. Cái thì đó là hai cái bài thường là rất là nhiều bạn bỏ qua. Thì cái này nó sẽ vô những cái chi tiết rất là hay ở trong cái phần má đùi của chúng ta, nên chúng nghĩ rằng là cũng hay khi chúng ta kết hợp vào ha. Ok, đây là cái bài giãn cái hông ra machine, đó là 1-2-1-2 luôn, thì nghĩa là ra ngoài chúng ta squeeze, vô trong chúng ta giữ lại, pause lại một chút, 4 set nhân 20 rep, còn cái kia là 6 set nhân 20 rep. Ok, thì chúng mới nói là cái ngày chân bữa nay nó rất là ác mộng. Thì hy vọng rằng mấy bạn sẽ rất là thích cái ngày chân này, nhớ thử ha, và comment ở dưới video giúp Trung. Thì Trung sẽ cố gắng là đưa ra những cái video nhiều hơn về tempo, và tại vì Trung đang rất là thích tập tempo, nên hiện tại là Trung đang có hàng tá những cái bài tập khác nhau mỗi ngày, mỗi cái nhóm cơ luôn, mỗi tuần khác nhau luôn, tại vì Trung quá bận nên không có thể nào quay với mấy bạn hết được. Thành ra là Trung sẽ cố gắng ha, có bao nhiêu Trung sẽ quay được bấy nhiêu, vác máy đi quay, nhưng mà chưa có cái là không có biết là có thời gian edit hay không. Tại vì thời gian vừa rồi đó là Trung kẹt dự án ở công ty cực kỳ nhiều, thành ra là không nhúc nhích được gì luôn. Thì bữa nay là cuối tuần khá là rảnh nên Trung sẽ edit cho mấy bạn. Hey, Trung mới tìm ra ở đây là có một cái bức poster mà trận của Cung Lê với lại Vision, và có chữ ký của Cung Lê ở đây. Hey, to NSC, the biggest five fitness club in Asia, my home base for training in Asia. Thank you. Và có chữ ký của Cung Lê ở đây.